Như các bạn đã biết thì Optimism là một cái dự án đã gọi vốn thành công từ những quỹ đầu tư khá là lớn và khá là tên tuổi trong thị trường crypto này như là A16Z này hay là IDEO, Corp Venture hay là Paradigm đúng không ạ? Đây là những quỹ đầu tư mà các bạn chỉ cần search thông tin thôi thì các bạn sẽ thấy trong quá khứ họ đã đầu tư vào những cái dự án nào và nó đang đem lại cái lợi nhuận thực sự khổng lồ cho những cái dự án như này. À, và các bạn biết là những quỹ đầu tư này thì họ đang quản lý cái số lượng tài sản thực sự lớn đúng không ạ? hay là các bạn cập nhật thông tin các bạn đã biết Optimism là nền tảng đã gọi vốn thành công lên tới là 178,5 triệu USD với cái số vốn lớn như vậy thì các bạn biết là cái chặng đường cũng như là cái mà Optimism nó có thể làm trong tương lai nó thực sự là khá nổi bật và khá là tiềm năng nhưng đến thời điểm hiện tại thì chúng ta lại thấy Optimism có khá là nhiều những thông tin Đầu tiên đó là việc đó là mở bán token này Hai là cái việc đó là gì các bạn à, Đó chính là cái việc mà aerobe cho cộng đồng với cái số lượng thực sự lớn Tại sao Optimism lại chọn đúng cái thời điểm này để unlock token với cái số lượng liên tục lớn và dày đặc như vậy Cũng như là lại triển khai gọi, gọi vốn mở bán ở cái thời điểm hiện tại thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cũng như là cập nhật những cái tin tức đó đối với nền tảng Optimism này Liệu rằng là Optimism trong khoảng thời gian sắp tới có xả nát chạc hay không Hay đây là cái cơ hội để chúng ta có thể là gom hàng để chuẩn bị cho cái mùa uptrend năm 2024 này và năm 2025 sắp tới OK các bạn thì trước khi tiếp tục cái chủ đề video ngày hôm nay, bạn nào mà có xem được video của Team HTD Research rất mong các bạn sẽ dành tặng cho Team một nút like video, cũng như là các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút quả chuông để có thể nhận được thông báo khi mà Team đăng tải những video mới nhất các bạn nha. Và ngoài ra thì trên kênh HTD Research Team này vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần thì Team sẽ clip trực tiếp để nói về xu hướng thị trường, cũng như là nói về những cái trend những cái dự án nổi bật trong khoảng thời gian sắp tới để các bạn có thể là tham khảo. Và ngoài ra thì như các bạn đã biết mỗi khi thị trường ta bước vào một mùa tăng trưởng thì cái nhu cầu phát sinh giao dịch nó sẽ càng ngày càng lớn và nó sẽ đồng nghĩa với cái khối lượng giao dịch nó sẽ càng ngày càng lớn và cái chi phí chúng ta phải bỏ ra để chúng ta có thể giao dịch và hoạt động trên một số những sàn giao dịch và để giảm 20% phí giao dịch trọn đời khi mà các bạn tham gia giao dịch trên một số những sàn giao dịch thì các bạn có thể đăng ký đường link sàn giao dịch thông qua đường link mà team đã để dưới phần mô tả của mỗi video của các bạn nhé. Các bạn phải kích vào đó các bạn có thể đăng ký tài khoản sàn giao dịch sau đó thì chúng ta có thể kyc và sử dụng cái sàn giao dịch đó để giảm 20% phí giao dịch trọn đời khi mà các bạn tham gia giao dịch trên một số những cái sàn như là Binance, Bybit, Bitget à sàn OKX vân vân các bạn nhá. Ok, chúng ta sẽ trở lại cái chủ đề video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái thông tin optimization tiếp tục À, bán 19,5 triệu token op cho à, các nhà đầu tư private các bạn ạ. Cụ thể thì ở trong khoảng thời gian vừa rồi, cụ thể các bạn thấy là trong khoảng thời gian tháng 3 chúng ta cập nhật thông tin chúng ta cũng đã biết cái thông tin này. Đó chính là Optimusion họ đã chia sẻ là có tới 19,5 triệu token op được bán ra cho các nhà đầu tư. Mặc dù là cái danh sách chưa được công bố chi tiết và với cái thời hạn khóa đó chính là 2 năm thì các nhà đầu tư dưới cái hình thức này có thể ủy quyền biểu quyết cho cái bên thứ ba các bạn ạ. Và thông báo từ Optimism cũng nhấn mạnh rằng là cái nguồn tiền cho cái thỏa thuận bán ra token này nó đến từ cái khoản chưa được phân bổ và trong cái quỹ Foundation và là một phần của 30% lượng token được phát hành ra thị trường lần đầu các bạn ạ. Và Optimism thì họ cũng đăng tải cái dòng tít như đang xuất hiện trên màn hình của bạn đây. Họ tuyết rằng là sẽ xuất hiện giao dịch on-chain với cái khối lượng lớn xoay quanh cái thỏa thuận này. Và động thái này thì chính là lần thứ hai Optimism công bố bán token private cho những nhà đầu tư và đợt bán token private đầu tiên thì nếu nếu như các bạn cập nhật thông tin các bạn nó đã biết nó diễn ra khoảng thời gian đó là tháng 9 của năm 2023 với cái số lượng lên tới là 160 triệu token ốp đúng không bạn, nó sấp xỉ khoảng tầm là 162 triệu USD ở cái thời điểm đó nhưng mà so với thời điểm hiện tại thì cái số tiền đấy nó lớn hơn khá là nhiều vì cái mức giá ở thời điểm hiện tại nó khác so với lại cái thời điểm trước đúng không bạn nhưng mà các bạn thấy là cái thông tin mà Optimism nó mở bán 19,5 triệu token này nó ở diễn ra một cái thời điểm khá là hay đó chính là thời điểm tháng 3 các bạn ạ à, nói phải nói chính xác là cái thời điểm nhạy cảm bởi vì sao các bạn bởi vì khi đó cái mức giá của ốp nó khoảng tầm là 4,5 USD ở cái thời điểm đó đúng không các bạn và sau đó thì các bạn thấy sau cái những cái thông tin đó cùng những với những cái thông tin à, của thị trường à, tài chính nói chung ở thời điểm hiện tại cũng như là thông thông tin về à, chiến tranh leo thang căng thẳng vân vân đúng không các bạn thì các bạn thấy đường giá của ốp đi xuống và nó hợp thức hóa cái đường giá rất là hợp thức hóa đúng không các bạn hợp thức hóa cái đường giá và chúng ta thấy giá của úp liên tục giảm À, mặc dù là trong khoảng thời gian một hai ngày trở lại đây thì nó đã có cái xu hướng sideways à, điều chỉnh à, tích lũy một chút đúng không các bạn nhưng mà chúng ta thấy cái xu hướng trong khoảng thời gian vừa rồi là xu hướng giảm khá là rõ rệt cụ thể các bạn thấy là từ vùng giá 4,8 đô xuống thẳng cái vùng giá 2,2 đô như vậy đã hơn chia hai lần rồi à, thì à, cái động thái này của Optimism thì nếu như các bạn xét về cái góc độ gọi thêm vốn để tiếp tục phát triển dự án thì cũng hợp lý thôi nhưng mà với một cái dự án gọi vốn thời điểm ban đầu lớn như vậy và cái cái giá mà token Uh, của họ ấy, các bạn thấy là các bạn thấy là họ đã có những cái hoạt động đẩy giá ở cái thời điểm trước ngay thời điểm đầu thì họ đã đẩy một sóng và sau đó thì tích lũy lại và sau đó tiếp tục đẩy cái sóng hai và các bạn thấy cái sóng vừa rồi cứ cho là sóng 3 đi các bạn đẩy một cái sóng 3 lớn như vậy rồi và cái hoạt động bán xuống như vậy ấy, thì cái À, nguồn vốn ở trong tay họ đến thời điểm hiện tại từ cái việc họ bán token thôi, mình nghĩ rằng từ cái việc mà họ gì ạ, à, được bán token thôi thì nó cũng đã là một cái con số rất là lớn để có thể phát triển dự án rồi. Mặc dù là chúng ta thấy cái lộ trình vesting ở thời điểm hiện tại nó Dạ, nó mới chỉ là bắt đầu đi vào cái à, lộ trình vesting lớn cho những cái nhà đầu tư ở những cái vòng à, gọi vốn đúng không các bạn dày đặc luôn, các bạn thấy được dày đặc liên tục và ăn lóc liên tục. Nhưng mà dù sao thì ở thời điểm trước thì chúng ta thấy như là core team này đúng không ạ? à con distributor này hay là investor hay là royalty active à, public này đúng không các bạn hoặc là Governance fund này hoặc là user arop thì à, những cái như là Retroactive hay là user arop là dành cho cộng đồng rồi đúng không ạ? Nhưng mà các bạn thấy được rằng là có core đúng không? này đấy thì mình dịch sang tiếng việt luôn cho các bạn xem đó thì nó là người đóng góp sớm đúng không ạ người đóng góp và có cả nhà đầu tư thì cũng đã được ăn lóc ở trong cái khoảng thời gian đó là từ tháng 6 của năm 2023 đến thời điểm hiện tại thì các bạn nghĩ rằng cái số lượng token họ nắm trong tay nó cũng không phải là nhỏ đúng không bạn và cái số lượng họ bán ra thì họ cũng đã có một cái nguồn vốn khá là lớn để phát triển dự án rồi nhưng tại sao họ lại cần mở bán thêm thì như mình đã nói đương nhiên là cái với cái việc đó là mở bán thêm nó sẽ hợp thức hóa cho cái việc là họ bán ra token đúng không ạ bán ra token ở thời điểm hiện tại và gọi thêm vốn được thì nó sẽ gì ạ nó sẽ có tiếng đúng không ạ nó cũng là một hình thức marketing đúng không nó cũng sẽ tạo ra tiếng vang cho cái dự án là dự án này gọi vốn được thêm bao nhiêu vốn để tiếp tục phát triển dự án này và nó cũng hợp thức hóa cho cái việc đó là họ bán ra token mà gì ạ? À, nó không bị à, à, không bị gọi là cộng đồng là lên tiếng chỉ trích vân vân đấy nhưng mà dù sao thì cái hoạt động bán ra của Optimism ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đã thấy được cộng đồng cũng phản ứng khá là gay gắt đấy các bạn và cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều đến từ những cái nhà đầu tư và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ và tiếp theo thì các bạn cũng đã biết ở trong khoảng thời gian gần đây thì Optimism họ cũng tuyên bố là họ sẽ trích ra khoảng tầm dậy là, là 850 triệu token ốp các bạn ạ nó trị giá đâu đó khoảng tầm là 3,3 tỷ USD để trao tặng cho những cái dự án hoặc là những cá nhân được cho là những người đóng góp quan trọng trong cái hệ sinh thái của Optimism thì các bạn thử À, tính toán được xem các bạn có phải là cá nhân hay là các bạn là tổ chức mà các bạn đang xây dựng hay phát triển một số những id app trên nền tảng optimism này mà các bạn à, tạo được à, cái doanh thu lợi nhuận hay là có đóng góp quan trọng hay không để có cơ hội nhận được arov đến từ à, à nền tảng này hay không các bạn ạ cái việc mà họ nói như vậy thì họ phân bổ cho ai phân bổ cho dự án nào thì thực sự các bạn là chúng ta cũng không biết được và liệu rằng là có bao nhiêu cá nhân bao nhiêu tổ chức à, có thể là lên đây để mà đăng tải cái thông tin nó là nhận được aerob bao nhiêu đến từ optimism đương nhiên là sẽ có các bạn ạ có nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta khó để có thể tổng hợp được rằng là cái số 850 triệu này có được aerob cho toàn bộ cho cộng đồng hay không hay là một phần aerob cho người nhà đúng không ạ nói thì có vẻ hơi nói xấu một chút nhưng mà à, dù sao thì chúng ta cũng phải dè chừng với lại cái số lượng token lớn như vậy mà được aerob cho cộng đồng và e và cái số này ra thì thực sự các bạn là cũng sẽ dẫn tới cái áp lực bán xả đúng không bạn nhưng mà chúng ta cũng yên tâm một chút đó là gì các bạn đó chính là cái số lượng 850 triệu token này nó chiếm khoảng tầm là 20% cái tổng cung ban đầu của Optimism thì sẽ được phân bổ trong vòng à, thông qua bốn vòng các bạn ạ và được phân loại à, bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến hết năm 2024 cơ như vậy là cái thời gian ở thị trường chúng ta sẽ hơi tích lũy nó hơi dài đúng không ạ À, cái điều mà chúng ta kỳ vọng là sau cái sự kiện Bitcoin Vinh khoảng vài tháng tháng 7 tháng 8 là thị trường ta có thể tăng trưởng nhưng mà với cái lịch phân bổ token của Optimism này thì có thể là sẽ dìm chúng ta ở cái uh, <laughs> sideways cái vùng dưới cũng khá là lâu và khá là dài đấy các bạn ạ. À, cụ thể thì nếu như mà các bạn xem ở những cái sóng trước của Optimism ấy các bạn thấy được rằng là cái thời gian mà nó gì ạ? Khi mà cái giá tăng trưởng nó càng cao thì cái thời gian nó tích lũy ở dưới đáy nó phải càng lớn và đấy là lý do tại sao mà trong những cái buổi live stream ở trên kênh HT Search Team này thì chúng ta cũng có nói khá là nhiều về cái khoảng thời gian nếu như thị trường đang điều chỉnh và cá mập cá voi họ đã quyết định xả hàng rồi thì nó sẽ phải cần một khoảng thời gian rất lớn để có thể tích lũy lại được các bạn thấy là ở cái sóng đầu tiên của tim dừng đúng không các bạn và các bạn thấy là sau khi nó bán xả nó chỉ tích lũy một khoảng thời gian rất là ngắn thôi à, đâu đó khoảng thời gian đó là 26 sáu gần gần một tháng đúng không các bạn sau đó thì nó pump và các bạn thấy được rằng là nó pump từ cái vùng giá là không năm lên tới cái vùng giá hai hai usd và khi mà nó đã bắt đầu thì đã phân phối xuống phía dưới và các bạn thấy là cái khoảng thời gian bắt đầu bắt đầu có sự phân phối nhé mình cứ, mình cứ thấy là bắt đầu tích lũy lại đi tính cái khoảng thời gian bắt đầu tích lũy lại là ở dưới này đúng không các bạn còn là bắt đầu phân phối thì nó tận trên đỉnh cơ À, các bạn thấy nó bắt đầu tích lũy lại ở cái thời điểm này đến thời điểm mà tiếp tục có một cái sóng tăng trưởng tiếp theo nó khoảng thời gian gì ạ 94 ngày như vậy gần ba như vậy là hơn 3 tháng đúng không ạ hơn 3 tháng đều tích lũy lại nhưng mà các bạn thấy được rằng là từ cái sóng 2 này để đến được cái sóng 3 các bạn thấy được rằng là nó cũng phải tích lũy một khoảng thời gian lên tới là gì ạ hơn 140 ngày như vậy là khoảng gì ạ hơn 4 tháng đúng không bạn hơn 4 tháng tích lũy lại rồi đấy mới có thể là có được một cái sóng ba từ khoảng thời gian khoảng giá một đô lên khoảng giá gì ạ sấp xỉ 5 đô 4,8 4,9 đê thì các bạn nghĩ rằng là liệu rằng nó xuống nó có lên lực luôn hay không thì thời điểm hiện tại đã đang là cái thời điểm phân phối của Optimism khi là mà ở trong khoảng thời gian vừa rồi có rất là nhiều người đúng không bạn nhảy vào đu ở cái vùng giá này cá nhân mình thì cũng như là team thì cũng mua optimism nhưng mà mua optimism ở cái vùng giá rất là thấp thôi các bạn một năm đến hai đô nó đâu ở vùng giá này thôi chứ không mua ở vùng giá bốn năm đến năm đô đâu vì à, à, cá nhân mình cũng như là team thì cũng có gì ạ? có cái suy nghĩ đó là hâu dài hạn mà và khi giá xuống thì có thể là mua thêm còn nếu những ai mà nhảy vào đu ở cái giai đoạn này thì thời điểm hiện tại chúng ta đang phải chịu cái áp lực phân phối và các bạn thấy là đến tính đến thời điểm từ đó đến thời điểm hiện tại thì đã chia hơn hai lần rồi hơn 50 phần trăm từ đỉnh thì chứng cả hơn hai lần rồi và mình theo cá nhân mình thấy ấy, nó sẽ cần một khoảng thời gian tích lũy khá là dài nữa ở cái dưới đáy này thì mới có thể gì ạ chúng ta mới có thể thấy thị trường chúng ta mới có cái sự tăng trưởng quay trở lại được ít nhất đúng không bạn ít nhất thì phải gần sát khoảng thời gian cuối năm 2024 này thì chúng ta mới thấy thị trường chúng ta có thể tăng trưởng được đương nhiên là nó cũng tạo không thể phủ nhận là cái Uh, chu kỳ này của thị trường nó có một vài những cái khác đó là uh, Bitcoin nó đã gì à, lập cái đỉnh mới trước cái sự kiện Bitcoin halving thì có thể là thị trường ta nó sẽ up trend sớm hơn. Có nhiều người dự đoán vào tháng 6, có nhiều người dự đoán vào tháng 8, có nhiều người thì vẫn nghĩ rằng nó sẽ đi theo cái chu kỳ cũ và đó là tháng 11 đúng không bạn, tháng 9 tháng 10, tháng 11 của năm 2024 này bắt đầu tăng trưởng cho tới tận khoảng thời gian đó là gì à, tháng 8 tháng 9 của năm 2025. Nhưng mà dù sao uh, trong khoảng thời gian tới dù có sideways 3 tháng hay là có sideways 5 tháng đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng đây là cái cơ hội chúng ta có thể là bước chân lên thuyền trước khi mà chúng ta bước vào cái mùa tăng trưởng của thị trường các bạn Nói về công nghệ của Optimism thì mình nghĩ rằng là đến thời điểm hiện tại chúng ta không phải nhắc lại nữa Chúng ta có quá nhiều video nói về ốp ở trong kênh HT Research Team này rồi đúng không bạn Đây là một nền tảng lê 2 mà lê 2 thì các bạn biết là nó cũng là một cái trend mà rất là hot ở trong cái giai đoạn này của thị trường ngoài những trend khác Và mình nghĩ rằng đây sẽ là một trong những trend lọt vào top những cái trend chính ở trong cái giai đoạn mà thị trường đang tăng trưởng À, nếu như các bạn quan tâm tới sự phát triển Optimism ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể vào hệ sinh thái của Optimism ở thời điểm hiện tại thì các bạn thấy ví dụ là mảng DeFi đây là mảng mà có khá là nhiều những nhà đầu tư quan tâm tới một cái nền tảng một cái dự án thực sự mạng DeFi cũng là là mảng mà được rất là nhiều những dự án chú trọng đến các bạn thấy là ở thời điểm hiện tại nó có khoảng 83 dự án hay các bạn thấy có NFT 44 này vân vân hay là cầu nối thì là 35 này hoặc là các bạn phải kéo xuống này đó hay là cuối cùng là đào là 13 dự án đúng không bạn và tính tổng những cái dự án mà đang được uh, phát triển trên hệ sinh thái của Optimism thì nó khoảng tầm là 267 dự án. Đương nhiên, nếu mà so sánh cùng với lại một dự án đồng trang lứa với nó đúng không bạn? Sử dụng công đồng cùng công nghệ đó chính là trăm thì đến thời điểm tại Optimism có vẻ yếu thế hơn. Nhưng à, mình nói ra điều này có vẻ các bạn sẽ không tin đó là gì các bạn mình lại nếu nói về đầu tư dài hạn cũng như là nói về tiềm năng hay là cái tỷ suất lợi nhuận của Optimism so với Arbitrum thì mình lại đánh giá cao hơn so với lại Arbitrum các bạn cái này tùy quan điểm của mỗi người thôi sẽ có người nói là rằng là mình đúng có có người là sẽ nói là gì ạ à không mình không hiểu gì hoặc là có thể là mình sai nhưng cái này tùy quan điểm mỗi người thôi chúng ta đầu tư thì chúng ta phải có niềm tin và đương nhiên chúng ta sẽ phải có cái tay ghét và chúng ta phải gì ạ? à, phải nói một phần gọi là thích thích đúng không bạn ý yêu thích cái dự án ra đầu tư thì chúng ta mới có thể đầu tư đương nhiên với optimism mình là đánh giá cao hơn một chút so với lại với trăm về cái tỷ suất lợi nhuận chứ mình không đánh giá cao về cái chất lượng hay là về dự án chất lượng hay không thì đã có mọi người thẩm định rồi đúng không bạn các bạn à, lý suất thông tin các bạn cập nhật dự án thì các bạn đã thẩm định được rằng là dự án này chất lượng hay không còn về cái tỷ suất lợi nhuận thôi mình chỉ đánh giá về tỷ suất lợi nhuận về cái số lượng được token được unlock thời điểm đó và cái khả năng thu hút được cái vốn hóa ở thời điểm đó là bao nhiêu để mình đánh giá thôi đúng không ạ Ok thì hay là khi mà các bạn vào dữ liệu on chain của Optimism thì các bạn thấy là thời điểm hiện tại nó đã có cái số khối khai thác nó lên tới khoảng là 11 118 triệu các bạn ạ 983.725 khối rồi và các bạn thấy cái thời gian khai thác khối là khoảng tầm là 2,1 giây này đó hay là các bạn thấy transition thời điểm hiện tại nó lên tới khoảng 250,30 triệu à với cái số TPS à các bạn thấy là khoảng tầm là 6,3 giây cũng khá là nhanh đúng không ạ. À, ok thì à hay là các bạn quan tâm tới mảng DeFi của Optimism thì bạn thấy là TVL của Optimism ở trong cái thời điểm hiện tại nó vào khoảng tầm là 868 triệu mặc dù là chúng ta thấy nó có sự điều chỉnh thấp hơn so với lại ở cái khoảng thời gian đó chính là tháng 3 tháng 3 khi mà giá của Op lên tới cái vùng giá đó là 4 sấp xỉ 5 đô thì chúng ta thấy TVL đã có những lúc lên tới chạm cái mức 1 tỷ USD rồi đó và đến thời điểm hiện tại thì đã điều chỉnh về cái mức mà thường lệ chúng ta hay thấy ốp nó khoảng tầm 800 đến 900 đúng không bạn? nhưng có một cái điều đó là gì các bạn mặc dù là cái à, TBL của dùng đang có cái xu hướng gọi là điều chỉnh nhẹ nhưng mà chúng ta lại thấy cái doanh thu của tiêu dùng lại đang có xu hướng tăng và cái gì ạ? cái phí giao dịch nó đang có xuống giảm sau cái sự kiện mà EDH triển khai đen khun thì chúng ta thấy những nền tảng layer 2 đang được hưởng lợi và cái bằng chứng là đến thời điểm hiện tại các bạn thấy được rằng là nó đã, đang đổ về optimism khi mà chúng ta thấy cái doanh thu của op nó đang có cái xu hướng gì ạ? tăng hơn so với lại cái thời điểm trước cái sự kiện mà EDH triển khai nâng cấp đen khun các bạn thấy trước đó thì cái doanh thu đâu đó một ngày nó đâu đó khoảng tầm gì ạ 10.000 đến thậm chí 20 30.000 thôi nhưng đến thời điểm hiện tại nó khác biệt hoàn toàn các bạn nhé các bạn thấy được 77.000 này tám 89.000 vân vân đúng không ạ 65.000 hay là cái gì ạ cái phí nó cũng đang có cái xuống giảm hơn các bạn ạ trước cái sự kiện ETH triển khai nâng cấp đen cung các bạn thấy rằng phí tăng rất là cao các bạn thấy không tăng rất là cao nhưng sau cái sự kiện ETH triển khai nâng, nâng cấp đen cung bạn thấy phí lại có xuống giảm xuống và cái doanh thu nó đang tăng tăng lên các bạn thấy là sau cái sự kiện ETH đen cool đấy thì chúng ta không thấy ngay được rằng là những nền tảng layer 2 này nó được hưởng lợi như thế nào và nó có giả, có cái sự tăng trưởng ngay đâu và nó sẽ thấm dần các bạn thấm dần khi mà cái phí giao dịch nó càng ngày càng rẻ đúng không các bạn phí giao dịch nó giảm hơn so với thời điểm trước rất nhiều nó sẽ thu hút những nhà đầu tư và thu hút tới những người dùng các bạn khi mà giao dịch sẽ chủ yếu tập trung vào giao dịch trên những nền tảng layer hai này. Cái phí nó rẻ hơn rất là nhiều và đấy là chính là cái lợi thế lớn nhất ở đến thời điểm hiện tại. Mặc dù nó vẫn giữ được cái tính bảo mật của Ethereum đúng các bạn và cái thông tin này chúng ta đã nói với nhau khá là nhiều rồi. Nhưng mà khi mà so sánh với Arbitrum thì các bạn thấy là Arbitrum thời điểm hiện tại có vẻ lại ảm đạm hơn các bạn ạ. Khi mà chúng ta vào mảng DeFi của Arbitrum thì các bạn thấy là ở cái thời điểm hiện tại thì cái TVL cũng có sự điều chỉnh giống như Op bởi vì ở thời điểm hiện tại nó là cái thời À, gọi là thời thời điểm chung của thị trường khi mà chúng ta nhận được những cái thông tin nó cũng không tốt cho lắm cho nền kinh tế và giá của ngày cả Bitcoin cũng có xu hướng giảm và ancoin thì cũng bị chia khá nhiều các bạn. Thì các bạn thấy được rằng là Arbitrum có những lúc lên tới khoảng tầm 3,3 tỷ nhưng bây giờ nó về khoảng tầm 2,62 tỷ. Nhưng mà nó lại hơi khác với Optimism dường các bạn thấy là thời điểm hiện tại mặc dù à, ở trong bảng DeFi cái TVL của Optimism giảm nhưng chúng ta lại chứng kiến cái doanh thu nó lại có xu hướng tăng các bạn và nó tăng và nó giữ khá là đều cũng như là cái uh, phí giao dịch thì nó cũng giảm nhưng mà với ab chúng ta cũng thấy phí giao dịch giảm sau cái sự kiện eth triển khai nâng cấp lên khuôn nhưng cái volume cũng như là cái phí uh, cái cái doanh thu ấy nó mang lại các bạn thấy được rằng nó khá là ảm đạm ở trong khoảng thời gian vừa rồi các bạn mặc dù là một hai ngày trở lại đây thì chúng ta mới thấy cái doanh thu nó bật lại nhưng mà các bạn thấy là trong suốt khoảng thời gian từ uh, tháng 3 đúng không bạn giữa tháng 3 cho đến khoảng thời gian đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy được rằng nó ảm đạm hơn so với optimism À, có thể là chính vì cái thông tin nó là ông trong các bạn trong khoảng gian vừa rồi unlock cái số lượng uh, token rất là lớn và mọi người cũng khá là lo ngại với cái việc đó là giao dịch mua bán uh, đồng token alb và, và khi mà mọi người suy nghĩ rằng là token alb giảm thì cái những cái đồng token ở trong hệ cũng sẽ có bị ảnh hưởng vì thế là chúng ta cũng thấy cái volume ở trong cái hệ của AB100 nó cũng có cái xu hướng giảm ở trong khoảng thời gian vừa rồi. Chúng ta sẽ kỳ vọng rằng là khi mà giá của AB100 về cái vùng giá tốt thì sẽ có cái hoạt động giao dịch tích lũy đúng không các bạn? Và chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là đến thời điểm nào đó thì AB100 cũng sẽ có sự tăng trưởng ăn à, còn trở lại với Optimism thì đương nhiên là trong khoảng thời gian sắp tới chúng ta sẽ chứng kiến cái lộ trình vesting khá là dài của Optimism. Các bạn thấy chúng ta mới bắt đầu bước vào cái thời điểm đầu tiên của của cái lộ trình unlock dài này thôi. Và đương nhiên là những nhà đầu tư thì cũng sẽ được unlock ở trong cái thời điểm này và đương nhiên trong khoảng gian sắp tới thì các bạn sẽ thấy cái cách đi của Optimism thì mặc dù nó sẽ đi theo cái xu hướng chung của thị trường thôi nhưng dù sao thì chúng ta cũng sẽ thấy nó hơi khó chịu một chút nhưng mà nó sẽ rất là tốt cho những nhà đầu tư mà các bạn biết đến thị trường ở thời điểm này chúng ta có thể là tích lũy được những cái đồng ăn coi ở những cái vùng giá rẻ trước khi mà chúng ta à, bước cùng vào tăng trưởng của thị trường. Nếu như các bạn thay ghét Optimism nó vào khoảng thời gian đó là tháng 10 tháng 11 của năm 2025 giống như ở trong những cái chu kỳ trước khi đó thị trường chúng ta sẽ đạt đỉnh hoặc là có thể sớm hơn, sớm hơn thì các bạn nghĩ là khoảng thời gian tháng 9 đi đúng không? thì khi đó cái số lượng Optimism được unlock, các bạn nhìn thấy nguồn cung đã được mở khóa này nó khoảng tầm là 1,4 tỷ token OP đúng không các bạn? 1,4 tỷ token OP thì các bạn target mùa này của thị trường với cái tiềm lực về cái nguồn dòng tiền ở mùa này thị trường nó lớn hơn so với năm 2021 rất là nhiều. Nếu mà chúng ta chỉ cần target Optimism đâu đó khoảng tầm là 80 triệu đúng không ạ? 80 80 tỷ, xin lỗi các bạn, 80 tỷ USD vốn hóa ở thời điểm đó thì giá của ốp đâu đó cũng phải tầm 50 đúng không bạn 50 đô so với cái giá thời điểm hiện tại thì cũng rẻ à, x à, cũng hai ba mươi lần chẳng hạn đúng không thì à, nó cũng sẽ khá là ok đối với nền tảng optimism này tiềm năng có đúng không bạn và cái cơ hội tích lũy của chúng ta phải nói với bạn chính xác các bạn là có à, đến thời điểm sắp tới thì nó sẽ là một thời điểm mà nó sẽ dặn dày vò tâm lý chúng ta nhất và nó sẽ đương nhiên là những ai mà có tâm lý vững vàng mà giữ được cái tâm lý tốt thì chúng ta sẽ có được cái thành công ở trong cái giai đoạn khi mà thị trường chúng ta à, bước vào mùa tăng trưởng thôi. Còn những ai mà tâm lý không vững vàng thì khả năng là chúng ta sẽ bị mất hàng ở trong giai đoạn uptrend cũng khá là cao. Ok các bạn thì vừa rồi chúng ta vừa nói về nền tảng Optimism à, và cũng có một vài những cập nhật đối với lại nền tảng này. À, các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn like video và hãy nhấn vào nút của chuông thông báo để ủng hộ cho team HTD Research các bạn nhé. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.